Hello, xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay cuối tuần Tiến đi uống cà phê đây. Uống cà phê giải ngố tí, chia sẻ cho anh chị em một chút về thông tin về DZU nhá. Đối với DZU thì chúng ta còn có 15 ngày thôi. 15 ngày nữa chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình gọi vốn cộng đồng, hình thức crowdfunding của DZU. Thì đối với những anh chị em nào mà chúng ta đầu tư từ ban đầu từ năm 2019-20 thì đấy, thì mà đến bây giờ thì có một số cái mốc để cho anh chị em chúng ta biết được là sau này chúng ta sẽ có được những lợi nhuận, quyền lợi như thế nào. Quyền lợi khi chúng ta chụp ảnh nhanh đấy, nhiều anh chị em là chúng ta cũng có trải qua rất nhiều cái chụp ảnh nhanh rồi, nhưng mà nhiều người vẫn hỏi có nhiều người có hỏi, bởi vì là thực ra chúng ta đầu tư bỏ tiền vào đó, chúng ta quan tâm là chuyện bình thường thôi ạ. Đấy, bởi vì là cái chụp ảnh nhanh có nghĩa là khi mà anh chị em, cái tài khoản của anh chị em đầu tư ấy, từ những cái giai đoạn cứ mỗi một ngày, một tháng và một năm vào ạ, thì cái khoản đầu tư của anh chị em nó trả góp cũng như là trả thẳng, nó sẽ thay đổi cái số lượng cổ phần cũng như là cái thời gian anh chị em đăng ký. Vậy anh chị em vào cái tài khoản của mình ấy, nó chúng ta sau khi nhận cái phần thưởng hàng ngày của DZU ấy mà công ty cho, sau đó chúng ta nhận cái phần của hộp quà bí mật ấy, thì nó có ở bên phải nó có một cái gọi là thành tựu. Đó thì Tiến nói sơ qua một chút nè. Thứ nhất là chụp ảnh nhanh thì nó sẽ căn cứ vào các cái mốc thời gian để công ty sẽ chia cái cổ phần. Đấy, tức là sau khi mà cơ cấu lại cái tổng số lượng cổ phần thì công ty sẽ chia làm sao cho hết sức được công bằng. Tất nhiên một điều tất nhẽ dĩ ngẫu rằng là những người nào đầu tư trước thì chúng ta sẽ được chia số lượng cổ phần nhiều hơn. Thì nó có cái ba cái thời điểm chia là đầu tư trước, từ đầu chưa từ ban đầu đến năm 2023 hết, kết thúc 2023 giai đoạn 24 chứ nhỉ, 24 23 đúng rồi, 30 tháng 12 2023 và giai đoạn 2 là đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, và giai đoạn 3 thì chúng ta sẽ ở còn lại đến hết ngày 30 tháng 6. Đấy, thì nó có cái, một là nhà đầu tư gói 100 đô, nhà đầu tư gói 1.000 đô, nhà đầu tư gói 10.000 đô. Đó là ba cái mốc đó chúng ta cũng sẽ được công ty thưởng. Người đầu tư nhanh nhất ấy, gọi là chớp thời cơ nhất. Đấy, và khi mà anh chị em đầu tư vào cái ba cái thời điểm Tiến vừa nói ban đầu ấy, đấy, thì anh chị em cũng sẽ được tặng phân chia thì lại phần trăm cổ phần. Thì nó cũng như là các cái đợt chụp nhanh cho anh chị em để chia token thôi. Anh chị em trải qua X11 lần này, nó cũng là chụp nhanh một lần rồi đúng không ạ? Là đầu tư mua cổ phần, chia EIOA này, chia Bilarix này, chia bất động sản này, token bất động sản là chia cổ phần của mấy cái ngân hàng đấy. Đó, thì đã chụp rồi thì anh chị em chỉ cần là để nguyên tài khoản đó thôi, và anh chị em nào mua thêm thì mua. Đấy, thì anh chị em lưu ý như vậy. Còn ở thời điểm này thì cái quan trọng nhất của anh chị em là bây giờ chúng ta KYC tức là xác minh tài khoản, và nó có một cái phần nữa là chuyển đổi cổ phần, thì cái này không lớn lắm. Thì khi mà chúng ta ấn vào phần hồ sơ không hay sao ấy, thì Tiến cũng như không rõ, lâu lắm không làm, thì chúng ta vào phần chuyển đổi cổ phần, nó có cái đánh gọi là gõ cái từ IGRID vào đấy. IGRID chắc là tôi đồng ý đấy, bằng tiếng Anh. Nhiều anh chị em copy ở trong đó đưa ra thì không được, nhưng mà anh chị em gõ chữ vào thì được. Đó. Còn với thời điểm này thì KYC đối với anh chị em là quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì là còn có 15 ngày nữa thôi, Tiến chia sẻ cho anh chị em khá là lâu rồi, cũng mấy năm rồi về cái này rồi. Thì bây giờ KYC thì anh chị em sẽ chú ý cho mấy cái phần. Thứ nhất là phần cái điền thông tin ấy, thì cái điền thông tin nó có mấy cái ô, nó mấy cái ô, ví dụ như là số nhà hay là ngõ bao nhiêu ấy, thì anh chị em không có thì anh chị em tích vào phần không có,
mà cái ô nào mà nó không có từ, không có phía nhỏ nhỏ phía con ở phía dưới ấy, thì anh chị em chấm một số chấm đấy, có nghĩa là chấm một phát đấy để cho nó bỏ không bỏ trống đấy. Còn nếu như anh chị em mà không chấm vào đấy thì nó cái hệ thống tự động nó báo cho chúng ta là sẽ là thiếu, điền thông tin thiếu, nên như vậy là sẽ không được thông qua KYC. Đấy, còn cái phần nào nó có, phần không có thì anh chị em ấn vào. Ví dụ không có phần không có họ ấy, thì họ tên đệm ấy, thì anh chị em cũng ấn vào. Còn thường ở tiếng Anh ý này sang chuyển tiếng Việt mà phần đấy thì anh chị em đặt tên nó có phần thường thường là họ trước, bên ngoài họ, ví dụ mình là Nguyễn Văn Tiến đúng không ạ, thì ở trong cái hồ sơ, ở trong hồ sơ mình có thể là Nguyễn Văn xong chữ tên là Tiến ở trên đấy, và sau ngược lại cũng không sao đâu, bởi vì cái căn cước của chúng ta nó sẽ dựa trên căn cước của mình. Cái điểm lưu ý thứ hai mà anh chị em lưu ý là cái phần chụp ảnh selfie ấy, là khi mà anh chị em cầm cái bản, một cái tờ giấy lên này, anh chị em để cái chứng minh thư của mình ở một góc này, và anh chị em viết đầu tiên là viết cái chữ là digital, ở phía dưới là chúng ta ghi là ngày tháng năm chúng ta chụp và chúng ta tải lên. Trước ví dụ là ngày hôm nay chúng ta xác định ngày nó KOC xong thì chúng ta chụp và chúng ta ghi đúng ngày hôm nay ta tải lên. Anh chị em có thể là để ngày hôm sau thì chúng ta phải lấy ngày hôm sau ta chụp cũng được. Ngày hôm sau ta chụp thì ta tải ngày hôm sau. Bởi vì cái ảnh của KYC, cái selfie này thì nó liên quan đến chúng ta sau này, ví dụ chuyển đổi tài khoản thì người công ty nó sẽ hỏi ngược lại một lần nữa. Vì kể cả với anh chị em có lấy tài khoản của Tiến được, nhưng mà anh chị em chuyển cổ phần thì anh chị em mà không có cái Gmail là một, là thứ hai mật khẩu, thứ hai, thứ ba là cái thông tin của anh chị em, thì anh chị em không có cái căn cước công dân. Kể cả anh chị em có căn cước công dân, anh chị em cũng không thể chụp ảnh cái bản mặt của anh chị em đưa lên, và công ty nó có cái phần phát hiện phần Photoshop để chỉnh sửa đúng không, rất là khó, nhưng anh em yên tâm. Đấy, các bạn, cái phần chụp của cái giấy selfie này ghi là digital, ghi ngày tháng năm, rồi ở phía dưới chúng ta đặt cái chứng minh thư ta chụp, ví dụ cầm như Tiến này. Đấy, cầm cái ở đây tờ giấy này, cầm như này thì bảo người khác chụp, hoặc máy của mình chụp mà iPhone nó có thể quay đổi ngược lại được thì được. Lưu ý là cái phần chữ ở trên này chúng ta rõ ra, chúng ta dùng cái tay chúng ta chạm, chúng ta kẹp, hoặc là nên cái chứng minh thư căn cước công dân đấy không được che mất số. Đấy, tầm rìa thôi, hoặc chúng ta kẹp hoặc dán băng dính, dán và làm sao cho cái căn cước công dân nó dính vào được. Đấy, đấy là mấy cái nội dung về digital như vậy. Thì anh chị em lưu ý là còn có 15 ngày nữa thôi, thì chúng ta hãy xác định cái xác định đầu tư của chúng ta, cân đối tài chính. Chúng ta đầu tư với mức là khả năng chúng ta phải chắc chắn được, chúng ta thanh toán được, không tránh trường hợp nhiều anh chị em là chúng ta cứ thấy sốt ruột là chúng ta sắp bán hết rồi, hay là không còn bán được nữa thì chúng ta lại mở cái gói nó to quá. Ví dụ như đáng lẽ ra chúng ta chỉ đầu tư được 100 đô một tháng thôi, nhưng mà anh chị em lại cố lên 150 hoặc 200, cuối cùng là sau đó nó thành nên là nó sẽ cuộc sống chúng ta lại khó khăn, và ta suốt ngày như chạy nợ đấy thì nó khổ, thì không nên thế. Thì chúng ta chỉ đầu tư khoảng phạm vi 100, tại chắc chắn cái gói đó ta mua được thôi. Anh chị em mua có thể gói 200 hoặc 500 một tháng, nhưng mà khi mà anh chị em khó khăn một cái là anh chị em không thanh toán được nó, mà không thanh toán được thời gian tới thì công ty nó hủy luôn thì rất là lãng phí. Mà không thanh toán mà anh chị em tiếp cố theo, anh chị em là phải đi vay chỗ này chỗ kia để cứ từ tháng một thì nó vất vả. Đấy, còn rất nhiều các cái dự án khác đầu tư, anh chị em MLC cũng là một lựa chọn, và Solar Group là một lựa chọn đến tháng 7 nữa, đúng không? Đấy, còn UST thì nó cũng là một lựa chọn, thế nhưng mà với bản thân Tiến thì đã dừng đầu tư nó rồi. Đấy, nó lâu rồi, mình đã đầu tư rồi thì quá dài quá rồi thì mình cứ để nó, không thì đầu tư thêm nữa. Có tiền thì đầu tư thêm thôi, không đầu tư cái khác, mua coin chẳng hạn. Đấy, một số cái dự án nó gần đây nó kết thúc nó rõ ràng, nhìn rõ ràng, con nhìn thấy nó cứ mênh mông, nó dàn trải thì thực sự là rất khó để theo. Đấy, lưu ý một cái nữa là DigiU nó ra một cái sản phẩm mà nó Tiến mới chia sẻ video đợt trước ấy, cái đào vàng ấy, cái đào vàng mà Capitalist ấy, là đào vàng ấy, thì anh chị em lưu ý rằng là nhìn cái đường link thì anh chị em có thể lấy cái đường link ở phía dưới cái video, ngay video này cũng được, Tiến sẽ để đường link cho anh chị em đào. Nhưng với một điều kiện là anh chị em là không có tài khoản Twitter cũng được, hay tài khoản X được. Đấy, nhưng mà chúng ta phải có, bắt buộc phải có một cái tài khoản Telegram. Và lưu ý rằng là
Trong cái tài khoản Telegram thì sau này anh chị em hãy cố gắng là chúng ta lập một tài khoản Telegram, bởi vì nó liên quan đến cái số điện thoại của mình. Sau này là cái nó sẽ dùng nhiều cái Telegram đấy chị ạ. Và khi mà anh chị em đăng ký một cái tài khoản Telegram ấy, thì hiện nay anh chị, nếu anh chị em chưa có thì đăng ký, chúng lên cái ứng dụng của Google hoặc App Store đấy, hoặc ứng dụng của Set Play, chúng ta tải cái ứng dụng Telegram về đấy. Sau đó chúng ta đăng ký bằng cái số điện thoại chính chủ của anh chị em, xong vào cái tài khoản Telegram thì anh chị em ở trong cái phần tài khoản đấy thì nó có phần đặt tên đấy. Anh chị em ở phần đặt tên, anh chị em ấn vào cái ba gạch xong chuyển vào cái đặt tên cho cái tài khoản mình. Ví dụ bình thường nó chỉ là cái ID thôi, nếu như anh chị em đăng ký bình thông thường và chỉ cần nó có đăng ID và số điện thoại thôi. Còn nếu mà anh chị em hãy đặt tên, thì tại sao đặt tên? Đặt tên thì anh chị em mới đào được cái game vàng của thằng DJU này. Cái game vàng DJU này thì anh chị em đào, và lưu ý rằng là chúng ta sẽ được là hình như là được 15% cái tổng số lượng coin đào của F1 thì phải, hoặc là 7% của F2, F3 thì không biết, nhưng mà Tiến thấy là hình như là thế, Tiến không để ý cái này lắm. Thì anh chị em cố gắng đào, từ giờ đào mà đến chúng ta đào sớm thì chúng ta được nhiều nhé. Cái này sau này tiền đấy cũng chưa biết là nó giá trị lớn hay nhỏ, nhưng nếu như hệ sinh thái DJU chúng ta tốt, hoàn thành tốt mà cái game đào này nó phát triển tốt, cộng đồng tốt, thì lại có khi là một mớ tiền ra đầu tư cũng chẳng tới đâu đấy. Đôi khi những cái nhận free nó lại là rất là hay nó đấy. Thì anh em lập tài khoản Telegram, anh em kích vào cái đường link này Tiến để dưới cái video này, anh em kích vào đó, và cứ 3 giờ chúng ta vào chúng ta đào một lần đó. 3 giờ chúng ta claim một lần đấy. Có nhiều anh chị em bảo ô tại sao em không đào được, hay chị không đào được, không làm được, cái app đứng, bởi vì là anh chị em không, cái tên của Telegram nó không nhận diện ra được, anh chị em phải đặt tên đó. Thì một số cái thông tin Tiến muốn chia sẻ cho anh em vậy. Còn các cái dự án khác, ví dụ MLC, Solar Group thì nó cũng đã phát triển cũng đang tốt thôi. Thì sau khi mà hoàn thiện xong DJU thì Tiến sẽ tập trung vào Solar Group cho anh chị em nữa, sau đó là chuyển sang MLC. Như vậy là chúng ta phải đầu tư theo một cái danh mục, chúng ta cứ kết thúc danh mục này ta chuyển thành mục khác thôi. Thành Skyway Tiến ngày xưa đầu tư lâu lắm rồi, từ 2018, nhưng bây giờ vẫn bình thường, kệ nó, mà đã kết thúc ở bên đó. Chứ không là ta đầu tư tràn trải nhiều năm quá thì thấy nó cứ mờ ảo vọng khó đấy. Mặc dù bỏ tiền ra rồi, thế nhưng mà mình Tiến không thấy được, nhìn thấy được cái kết của dự án ở chỗ nào. Ví dụ như DJU nó kết thúc ở 30 tháng 6 chẳng hạn, hoặc là Solar Group nó có thể kết thúc ở tháng 7 chẳng hạn. Thế nhưng mà đối với UST thì thực sự là anh chị em cứ chia sẻ FOMO là thế này thế kia chứ cổ tức, nhưng mà Tiến chưa bao giờ tin một lời đó. Bởi từ Tiến đã từ chỉ có những anh chị em nào đầu tư là 2018 đến nay thì anh chị em mới thấy được rằng là nó sự miên man nó như thế nào, bởi vì nó không đưa ra một cái điểm chính thức, một điểm chính thức cho chúng ta, bởi vì là nó thiếu, còn thiếu rất là khá là nhiều tiền, vẫn thiếu rất là nhiều thứ để mà dự án thành công được thì cũng khá là khó khăn đó. Nhưng mà hy vọng rằng nó vẫn thành công. Khó khăn thì tất cả các công ty startup khởi nghiệp đều khó khăn cả thôi đấy. Tiến vẫn, mình đã bỏ tiền đó thì mình thường xuyên vẫn theo dõi nó thôi. Và xin kết thúc cái video ở đây, chúc tất cả anh chị em của chúng ta có một cái sức khỏe đó, và có một đề tài chính tốt. Và những anh chị em nào muốn đầu tư DJU thì anh chị em có thể liên hệ với cái người chia sẻ video này, hoặc là những anh chị em liên hệ với Tiến chia sẻ cho anh chị em đầu tư thêm một danh mục đầu tư. Và anh chị em nào muốn đào coin free của hệ sinh thái DJU thì nó, anh chị em kích vào cái đường link đặt dưới video này. Cái coin này nó như là cái thằng trong hệ sinh thái của Tone Not Coin vừa rồi, nó khá ok, nó xu thế rồi này. Xin chào tất cả mọi người.